Cứu hổ, hổ đền ơn. Đói bụng quá, cả ngày rồi chưa được miếng thịt nào vào bụng. Hôm nay không biết ngày gì mà xui thế không biết. Bình thường tầm này ta cũng phải tráng miệng được con nai hoặc con thỏ nhép rồi. Bọn nó trốn đâu hết rồi nhỉ? Ta mà tìm ra thì biết tay ta. Tuyệt quá đi, đúng là cầu được ước thấy. Chà chà, một miếng thịt tươi nguyên nằm ở giữa đường thế kia, đúng là trời thương ta đây mà. Thấy bụng ta đói mà phải đi rong ruổi cả ngày khổ sở, nên ông trời mới tặng cho ta món quà này. Nhờ thì ta cũng phải lo phát bụng đói trở về hang nữa. Giờ ta phải ăn ngay miếng thịt trâu kia mới được, sẽ rất ngon cho mà xem. Chết rồi, ta mắc bẫy rồi. Chết rồi, ta mắc bẫy tên thợ săn rồi. Cây bẫy này chắc chắn quá, ta dùng mỗi cách rồi mà vẫn không thể phá được. Làm sao bây giờ? Ta không đành lòng bị bắt như thế này đâu. Ta vẫn còn trẻ trung lắm, sao có thể kết thúc cuộc đời một cách bi thảm thế này được. Biết thế khi nãy ta cảnh giác hơn, đã không có chuyện này xảy ra. Cơn đói đã làm cho ta mờ mắt, để giờ bị nhốt trong bẫy thế này đây. À, ta nghĩ ra cách rồi, ta sẽ thoát ra khỏi bẫy, lại còn được một bữa trưa ngon lành. Đúng là phèn cả đôi đường. Trời vẫn chưa tiếc đường sống của ta mà, ta sẽ lợi dụng tên tiểu phu kia giúp mình thoát khỏi chiếc bẫy này. Chào bác Tiều, sao bác lại đi qua đây? À, ta vào rừng đốn củi chứ sao. Còn ngươi, sao lại chui vào củi thế này? Tôi tham ăn quá nên mắc bẫy thợ săn. Tôi đã ở trong này hơn 3 ngày rồi mà không có lấy một mẩu thức ăn nào. Tôi chỉ biết nằm chờ chết thôi. Bác thật sung sướng khi được ở ngoài tự do đi lại. Còn tôi thì đếm từng ngày đợi tên thợ săn đến bắt mang về làm thịt. Thật buồn khi cuộc sống phải kết thúc một cách đau khổ như vậy. Vậy là tôi phải tạm biệt những ngày vui vẻ rong chơi tại đây rồi. Tội nghiệp, ta chỉ còn có mẩu bánh này, ngươi ăn tạm vậy. Thôi thì số phận đã vậy, ngươi cũng đành phải chấp nhận chứ biết sao. Như ta thì cũng nào có sung sướng gì cho cam, cũng phải vất vả kiếm củi qua ngày để đổi lấy gạo đi chứ. Có khi như ngươi lại hay, được đầu thai sang kiếp khác sướng hơn kiếp này ấy chứ. Cảm ơn bác vì miếng bánh, nhưng tôi khuyên bác nên về đi. Ở trong rừng này nguy hiểm lắm, những loài vật ăn thịt hiện đang rình mồi ở khắp nơi. Không biết chừng nếu bác đi sâu vào thêm chút nữa lại có con sư tử chồm lấy bác ấy chứ. Bác lại yếu tay yếu chân như vậy, không thể nào chống lại được sức mạnh của loài thú dữ đâu. Tốt hơn cả là bác đừng nên vào rừng lúc này. Thật sao? Nhưng nếu không vào rừng kiếm củi thì tôi cũng chết đói mất thôi. Không có củi đem ra chợ bán, đồng nghĩa với việc không đổi được gạo ăn. Làm thế nào để vào rừng mà không bị thú dữ dòm ngó tới bây giờ? Thật là khó nghĩ quá. Tôi vừa nghĩ ra một cách. Bác hãy mở củi cho tôi ra ngoài, tôi hứa sẽ theo sau bảo vệ bác. Không con vật nào có thể động đến một sợi tóc của bác. Bác tha hồ kiếm củi, không phải lo gì hết, được không? Bác không biết chứ, ở rừng này oai danh của tôi khiến cho tất cả đều phải kiêng sợ dè chừng. Mỗi khi tôi đi qua là tất cả muôn thú đều cúi đầu chào với tất cả sự kính trọng. Nói không qua chứ, tôi chính là chúa tể rừng xanh đấy. Nhưng nếu ta mở cửa cho ngươi, ngươi sẽ ăn thịt ta mất. Đã có biết bao nhiêu vụ hổ ăn thịt người rồi, ta sợ lắm. Bây giờ đang ở trong bẫy thì ngươi nói tử tế, đến khi thả ra thì biết thế nào được. Thôi, tốt nhất là ngươi hãy cứ ở trong đó đi, ta không thể nào làm theo ý ngươi được đâu. Sao bác lại nghĩ xấu về tôi như vậy? Bác là người có ơn lớn với tôi, đã cho tôi ăn sau 3 ngày nhịn đói, lại còn mở cửa củi thả tôi về rừng xanh.
làm sao tôi có thể lấy oán báo ơn, ăn thịt bác được chứ? Ừ, nếu bác mở củi cho tôi nguyện làm thân trâu ngựa, đi theo báo ơn bác suốt đời. Chỉ cần bác sai bảo tôi điều gì, ngay lập tức tôi sẽ làm theo ngay tức khắc luôn. Cứu mạng của bác, đời đời không bao giờ tôi quên. Tôi xin lấy danh dự của chúa tể rừng xanh ra để thề với bác. Nhưng mà ta vẫn chưa thấy tin tưởng lắm. Quả thật trong thâm tâm ta rất muốn mở củi cho ngươi, nhưng lý trí lại mách bảo ta đừng nên làm như vậy. Liệu ngươi có thực sự đáng tin như lời ngươi nói hay không đấy? Tôi xin thề với vị thần của rừng xanh, nếu bác tiểu cứu tôi ra khỏi cái củi này, tôi xin hứa sẽ không ăn thịt bác. Còn nữa, tôi sẽ bảo vệ bác khỏi những con vật hung ác trong khu rừng này. Tôi là chúa Sơn Lâm, tiếng tăm lừng lẫy. Từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ nói dối. Bác hãy mở cửa cho tôi, suốt đời tôi sẽ không quên ơn bác đâu. Thôi được, ngươi đã nói thế thì ta mở củi cho ngươi. Ta sẽ thử tin vào lời thề của chúa tể rừng xanh một lần, hy vọng rằng ngươi sẽ không trở mặt và làm hại ta. Ta đã thoát ra được rồi. Thật là tuyệt quá đi. Vậy là ta lại được trở lại với tự do rồi. Tha hồ tung hoành ngang dọc, không còn phải lo bị lạc hình nữa. Ta phục tài của ta quá đi. Ta đúng là một con hổ thông minh, nhanh trí, không kẻ nào sánh được bằng ta mà. Đừng gầm gừ nữa, tiếng của người to quá làm ta biết cả tai. Hãy thôi trống rít có được không? Bằng nãy lúc trong bẫy thì sao người ăn nói nhỏ nhẹ là vậy, thế mà vừa được ra khỏi đó là đã gào thét ầm ĩ rồi. Xin lỗi, tiếng của ta làm người khó chịu. Bây giờ ta không chỉ muốn gầm, ta còn muốn ăn thịt ngươi nữa cơ. Tên tiền phu nhẹ dạ cả tin, ban nãy ta phải giả vờ như vậy để lừa ngươi mở bẫy cho ta chứ sao? Còn giờ đây ngươi không còn giá trị để lợi dụng nữa rồi, hãy chuẩn bị làm mồi nhắm cho ta đi. Ngươi vừa mới thề thốt với thần rừng xong, giờ đã nuốt lời ư? Ngươi sẽ bị thần rừng trừng phạt. Chính ngươi đã hứa hẹn đủ điều, còn đòi làm thân trâu ngựa để ta sai bảo, hứa sẽ báo ơn ta suốt đời. Vậy mà sau khi ta tháo bẫy giúp ngươi, ngươi lại quay ra cắn ta thế này. Ta đâu có nói nếu nuốt lời sẽ bị trừng phạt gì đâu. Ta không nuốt lời, những cái bụng đói của ta thì sẽ nuốt hết, không cần biết phải trái gì hết. Ta nhịn đói đã mấy ngày nay, giờ ta cần có sức để về hang. Vì thế ngươi hãy nộp mạng cho ta đi. Sao cũng cảm ơn lòng tốt của ngươi. Nếu không có ngươi hết lòng giúp đỡ, sao ta có thể được tự do ăn thịt ngươi như bây giờ chứ? Giờ thì không nói nhiều nữa, đã đến lúc ta làm thịt ngươi rồi. Ta chính là thần rừng đây, vì sao các ngươi tranh cãi trên đất của ta? Hãy kể hết đầu đuôi câu chuyện, ta sẽ phân xử cho rõ ràng. Dạ, thưa thần rừng, chuyện là thế này ạ. Khi tôi vào rừng đốn củi thì thấy con hổ bị mắc bẫy nằm đây. Sau khi nó than thở một hồi, tôi mới đồng ý giúp nó thoát khỏi bẫy. Vậy mà giờ đây nó lại quay ra trở mặt định ăn thịt tôi. Làm gì có chuyện ấy chứ? Tôi đang ngủ ngon lành trong căn nhà kia thì tên này ở đâu đến quấy rầy tôi? Hắn không chỉ phá giấc ngủ của tôi, còn tìm cách đuổi tôi ra khỏi nhà nữa. Vì thế tôi phải ăn thịt hắn để trả thù. Xin thần rừng đừng nghe những lời dối trá của hắn. Nếu hắn không phá tôi thì có gì tôi động đến hắn cơ chứ? Hắn phải trả giá vì đã dám cả gan kinh động cho tôi. Thật thế à? Vậy thì đúng là ngươi có thể trả thù hắn vì dám xâm phạm chỗ ngủ của ngươi. Nhưng người to lớn như vậy làm sao có thể chui vào trong một chỗ chật hẹp như thế kia được? Ta không tin, trừ phi được tận mắt chứng kiến người chui lọt trong căn nhà đó thì may ra ta mới tin được câu chuyện của nhà ngươi. Nếu ngài không tin, tôi sẽ chui lại căn nhà kia cho ngài xem, rồi ngài sẽ phải công nhận với tôi rằng tên tiểu phu kia xứng đáng bị ăn thịt chứ chả có oan ức gì cả. Bây giờ thì ngài đã tin chưa?
tôi nằm vừa vặn trong cái nhà này đây. Giờ thì tôi có thể ăn thịt giả từ phu kia rồi chứ. Tôi đã bảo ngay từ đầu là tôi nói thật mà lại. Hắn cứ tỏ ra oan ức vậy thôi, chứ thực ra lời hắn nói đều là dối trá cả. Trời ơi, sao ngài lại lừa tôi? Ngài bảo tôi vào nằm thử trong đây thì tôi mới vào nằm cho ngài xem. Cớ sao ngài lại sập bẫy để giam lỏng tôi trong này hả? Ngài hãy mau thả tôi ra đi. Người đã thề thốt với ta điều gì vậy mà dám nuốt lời, lấy oán trả ơn với người đã cứu ngươi, cho ngươi ăn? Ta đến để trừng phạt ngươi, do thì ngươi đừng mong ai cứu ngươi nữa. Người tiều phu này tốt bụng là vậy, giúp ngươi mở bẫy, trả lại tự do cho ngươi. Nhưng hãy thử nhìn lại mình xem, ngươi không hề xứng đáng với lòng tốt của anh ta. Một kẻ như ngươi, nếu tiếp tục lộng hành bên ngoài thì không biết còn gây họa đến đâu nữa. Thưa thần rừng, con biết lỗi rồi ạ. Xin ngài hãy tha cho con đi mà. Chẳng qua là tại cơn đói khiến con mờ mắt, không phân biệt được phải trái tốt xấu. Nãy giờ nghe thần rừng nói, con đã hiểu được rồi. Chỉ cần thần tha cho con lần này, con sẽ không bao giờ dám làm chuyện xấu xa nữa đâu ạ. Người thấy chưa, đây là một bài học quý dành cho ngươi. Nhân hậu giúp đỡ người khác là tốt, nhưng hãy nhớ rằng đừng bao giờ nhân hậu hay giúp đỡ với những kẻ lòng muôn dạ thú, bởi không biết được chúng sẽ quay lại cắn người lúc nào đâu. Dạ, cảm ơn thần rừng, tôi đã hiểu rồi ạ. Từ nay tôi sẽ cân nhắc kỹ trước khi hành động, không để lòng tốt của mình bị đặt sai chỗ. Ơn cứu mạng của thần hôm nay tôi nguyện không bao giờ quên. Xin lỗi bác, tôi trót dạy. Bác làm ơn làm phước cứu tôi một lần nữa đi. Lần này tôi hứa, tôi thề sẽ không động đến một cọng lông của bác. Tôi biết mình sai rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.